Hành trình của những ước mơ được nuôi dưỡng bằng những điều bé nhỏ mỗi ngày. Hành trình của những hy vọng được vun đắp bằng trọn vẹn thương yêu. Với mong muốn chấp cánh cho những mầm xanh tương lai của đất nước, Quỹ Khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam cùng Vinasoy tự hào tiếp nối hành trình trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh. Những hộp sữa đậu nành thơm ngon được sản xuất tại mảnh đất Quảng Ngãi thân thương, rồi được chuyên chở trên từng chuyến xe ngược xuôi khắp đất nước để gửi trao đến các em học sinh. Với hy vọng, hành trang mang theo của các em không chỉ có tri thức tình người, mà còn nồng đượm vị sữa mát lành, sánh mịn, với niềm tự hào vô bờ dành cho quê hương đất mẹ. Các em học sinh có biết, với tuổi đời xấp xỉ cả nghìn năm, hạt đậu nành đã trở thành nguồn dinh dưỡng quý báu cho sức khỏe và được xem là một trong những thực phẩm vàng của thế kỷ 21. Trong 100 gram đậu nành có chứa hàm lượng đạm cao với 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Vì vậy, đậu nành được đánh giá là thực phẩm đứng đầu nhóm dinh dưỡng thực vật hiện nay. Loại hạt nhỏ bé này còn được ví von là thịt không xương, có thể thay thế cho nguồn đạm thịt động vật tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là khi xu hướng dinh dưỡng thực vật đang lên ngôi như hiện nay. Ngoài đạm chất lượng, đậu nành cũng có axit béo không no nhiều đối đôi như omega 3, 6, 9. Đây là những loại chất béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Đậu nành cũng chứa nhiều chất xơ giúp no lâu, từ đó làm giảm cảm giác thèm ăn, phòng tránh được thừa cân béo phì. Bên cạnh đó, đậu nành còn chứa các loại vitamin A, K1, B9, B1, B3 và khoáng chất như canxi, đồng, magie, mangan, phốt pho. Chúng ta đều hiểu rằng, ở độ tuổi thiếu nhi với những thay đổi về thể chất và tinh thần, hơn bao giờ hết, các em cần một chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất thiết yếu nhằm đảm bảo cho các em có được sức khỏe tốt để có thể thoải mái vui chơi và học tập, đồng thời tạo nên nền tảng vững vàng cho sự phát triển toàn diện trong tương lai. Đó là lý do để cả bố mẹ và thầy cô cần trở thành những người bạn đồng hành đáng tin cậy của các em trên hành trình vun đắp sức khỏe thể chất và tinh thần ngày một lớn khôn. Bằng những cách đơn giản như bổ sung các sản phẩm từ dinh dưỡng thực vật tự nhiên như sữa đậu nành vào bữa ăn hàng ngày của các em và hướng dẫn cho các em những thói quen sinh hoạt lành mạnh, cân bằng và phù hợp lứa tuổi. Các em học sinh thân mến, từ những hộp sữa đậu nành đầu tiên trèo đèo lội suối đến với các trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, suốt gần 30 năm qua, Vinasoy vẫn luôn bền bỉ mang những hộp sữa đậu nành gói trọn dưỡng chất tinh túy từ tự nhiên đi khắp mọi miền đất nước, cùng nuôi dưỡng và vun đắp biết bao thế hệ trẻ thơ khôn lớn. Và hôm nay, những hộp sữa nhỏ lại được tiếp bước cùng các em mỗi ngày. Với 100% đạm thực vật tự nhiên và các dưỡng chất thiết yếu cho các em thêm khỏe mạnh và cứng cáp trăm phần. Mang mọi điều tốt đẹp từ tự nhiên để vun đắp một thế hệ trẻ vững vàng, bản lĩnh. Và khi đã có được nền tảng sức khỏe tốt nhất, các em cũng đừng quên giữ gìn vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường sống, hành tinh xanh của chúng ta nhé. Bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực và ý nghĩa, như phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, hay tái sử dụng những hộp sữa đã uống hết, gấp xếp vỏ hộp sữa thành mô hình đồ chơi, đồ trang trí, chính là cách để các em chung tay lan tỏa những điều tốt đẹp, xứng đáng là con ngoan trò giỏi và là niềm tự hào của thầy cô, bố mẹ. Đó cũng là mong muốn của Vinasoy trên hành trình trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh. Tin rằng những hành động và thói quen tốt được rèn luyện ngay từ thơ bé sẽ là nền tảng cho các em phát triển toàn diện. Tựa như các mầm xanh mạnh mẽ đâm chồi trở thành những cây cao cứng cáp tỏa bóng và tô điểm cho đất nước thêm xanh tươi trù phú. Năm học mới, hãy cùng Quỹ Khuyến học Sữa Đậu Nành Việt Nam và Vinasoy sẵn sàng trao dinh dưỡng lành, gieo mầm tương lai xanh các em nhé!